Hello anh nha. Anh chào cô. Quên được học à? À anh Nhiên quên đúng không? Anh Nhiên trả lời cô đi. Nè. Ok, tôi được rồi, mình sẽ học luôn nhá. Có nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi ạ. Nay mình sẽ học You Did Die, Me and My Family. Me and My Family có nghĩa là gì hả anh Yến? And My Family Tôi và gia đình của tôi. là gì? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, rất tốt. Nào, bây giờ đọc các từ cho cô nhá. Đọc cho cô này. Mother. Mother. Là mẹ. Được chưa? Tiếp tục. Family. Family. Family có nghĩa là gia đình, được chưa? Tiếp tục, father Father. là bố, Yeah. được chưa? Đọc lại lần nữa này, mother, Mother. family, Family. father, Father. mẹ. Tiếp tục nha. Nào, làm Mẹ. brother Brother. Brother. là anh em trai. Tiếp tục cousin. 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 Đây là anh em họ hoặc là chị em họ, được chưa? Tiếp tục này, sister. 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 Ok, anh Nhiên đã là chị em gái đúng không? Thế anh Nhiên đã biết từ cousin chưa? Biết từ anh chị em họ chưa? Chưa Chưa. à? Anh Nhiên hiểu vở cho cô cousin. Có nghĩa là anh chị em họ. Con nghe đi. Cái camera của cô đang hỏng thì phải. Sao nó không lên hình ảnh cô nhỉ? Không gian. Tục con nào. Nào, đọc cho cô này. Grandfather. 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 Đây là ông. Tiếp tục. Parents. Parent. Parent. Là bố mẹ. Được chưa? Là bố mẹ. Và grandmother. 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 Grandmother chính là gì nhỉ? Anh Nhiên, là gì nhỉ? Bà. Đúng rồi. Con đã biết từ parents chưa? Chưa. Thì con ghi vào vở parents có nghĩa là bố mẹ nhá, bố mẹ nói chung đấy. Công Ok, tiếp tục này. Đọc cho cô. Daughter. 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 Đây là con gái. Tiếp tục children Children. Children. là những đứa trẻ, được chưa? Những đứa trẻ số nhiều nhá. Tiếp tục son. 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 Là con trai. Đọc lại lần nữa này. Daughter. Daughter. Children. Children. Son. Son. Thì nào chưa biết có biết vở được không? Nhắc lại nhá, daughter là con gái, children là những đứa trẻ và son là con trai. Anh dài. Ok, tiếp tục này. Đọc cho cô này. Grandson. 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 Là cháu trai. Cháu trai nhá. Tiếp tục này, grandparent Grandparent. Grandparent. là ông bà, và granddaughter Granddaughter. Granddaughter. đây là cháu gái. Chắc là từ này con phải ghi ba từ vào cho cô, rồi ba từ này đều mới.
Grandson là cháu trai, grandparents là ông bà và granddaughter là cháu gái nhá. Anh Nhi ghi vợ cho cô. Không gian. Ok, tiếp tục ăn nhiên nhá. Nào, đọc cho cô này. Chắc hai từ này thì biết rồi. Đọc nhá. Ant. Ant. Ant có nghĩa là gì hả ăn nhiên? Cô. Đúng rồi, cô là gì? Tiếp tục. Uncle. 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 Là chú. Được chưa nào? Ok, nào tiếp tục nha. Mình sẽ học về từ vựng này. Đọc cho cô. Naughty. 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 Là hư đốn nghịch ngợm, được chưa? Tiếp tục này, loud, Loud. Loud. đây là ồn ào. Tiếp tục, quiet Quiet. Quiet. là yên tĩnh. Clever Clever. Clever. là thông minh, được chưa? Silly, Silly. silly. đây là ngu ngốc, được chưa? Ngu ngốc, được chưa? Nào đọc lại cho cô nhá. Naughty, Naughty. loud, Loud. quiet, Quiet. clever, Clever. silly. Silly. Cô nhắc lại nghĩa nhá. Naughty là hư đốn nghịch ngợm này, loud là ồn ào này, quiet là yên tĩnh này, clever là thông minh và silly là ngốc nghếch. Con đã rõ những cái từ này này chưa? Nào, Đó. con ghi vở cho cô. I'm Ok, tiếp tục nha. Nào.
Cái này không cần con ạ. Now, read about Jane, write the family words on the line. Cái này cần đấy. Nào, đợi cô một chút để cô lấy đề bài đã nhá. An Nhiên nhá. Mà. Nào, cô chia sẻ lại màn hình này. Ok, mình sẽ đến với bài đầu tiên. Who are they? Listen to the teacher and draw line. Tập trung An Nhiên nhá. Trong bài tập này thì con sẽ làm gì nhỉ? Con sẽ xác định các vai trò những cái người trong bức tranh trong gia đình. Được chưa? Con sẽ nghe cô và con sẽ nối. Được chưa? Con sẽ nối xem trong bức tranh kia thì ai là Hugo, ai là Joe Rice, ai là Matt, ai là Palis, Beth, vân vân. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái cây gia đình này. Được chưa? Bên trên là các thành viên người lớn trong gia đình. Bên dưới là con của họ, đúng không? Matt và Alice thì sinh ra Jane và Sue 11 tuổi. Jane 13 tuổi. Sam và Julia Rice thì sẽ sinh ra Ben 12 tuổi và Peter 5 tuổi. Được chưa? Còn lại thì con sẽ phải nối xem là Hugo and Joe Rice là ai trong ba cặp này. Sam and Julia Rice là ai là trong cái bức tranh này. Và Matt và Alice Beth là ai trong cái bức tranh này. Con có hiểu không ạ, An Nhiên? À, bây giờ cô bắt đầu nói này và con sẽ nối luôn trên màn hình cho cô nhá. Con nối theo cô nói nhá. Listen and draw line. Everyone is smiling in this picture, but the grandmother is the happiest person here because it's her birthday today. Her name is Joe. She is standing in front of the cart. Can you see her? She's wearing her favorite pink dress today. Grandpa's got a present for Grandma in that box. Grandpa's name is Hugo. He is the oldest person in the family. Look, his beard and mustache are white now. Tiếp tục này. The woman who's wearing the green jacket is called Julia. Can you see her too? She's got gray shoulders and she's holding a plant. It's another birthday present. Sao lại nối được các kia rồi? An Nhiên, sao con nối nối gì đây? Nối linh tinh gì đây hả An Nhiên? Cô mới đang đọc đến đến Julia mà sao con đang nối hết cả Matt với Alice thế kia? Xóa hết đi. Con đang làm sai rồi đấy nhá. Tiếp tục này. This grandmother has only got one daughter. Her name is Alice. She makes the another birthday cake in the morning. She's holding it now. It looks great. The man with the camera is the grandmother's son. His name is Sam, and he likes taking photos. He's wearing a blue and white t-shirt this afternoon. And can you see Matt? He's Jane and Sue's father. He's very strong. He's carrying a big bag. What inside it? It's another present. Nối kia thì không nối, xong bây giờ lại không nối được gì. Sao đây anh nghe không hiểu đề bài à? Nào, cô đọc lại một lần nữa nhá. Listen and draw lines. Everyone is smiling in this picture, but the grandmother is the happiest person here because it's her birthday party. It's her name is Jojo. She's standing in front of her cat. Can you see her? She's wearing her favorite pink dress today. Grandpa got a present for Grandma in that box. Grandpa's name is Hugo. He's the oldest person in the family. Look, his beard and mustache are white now. Tiếp tục. The woman who's wearing the green jacket is called Julia. Nối đi. Can you see her?
She's got gray trousers and she holding a plant. It's another birthday present. Chính xác. Tiếp tục này. This grandmother has got only one daughter. Con nghe cô nói là con mình nối chứ. Cái bạn Ben hay bạn Peter đấy thì con làm gì cần nối nữa. Ben và Peter là con của Sam và Julia Rice rồi còn gì. Tập trung nghe. This grandmother has only got one daughter. Her name is Alice. She made the birthday cake this morning. She's holding it now. It looks great. The man with the camera is grandmother's son. His name is Sam and he likes taking photos. He's wearing a blue and white t-shirt this afternoon. And can you see Matt? He is Jane and Sue's father. He's very strong. He's carrying a big bag. What inside? I think it's another present. Nào, sao chưa nối Matt và Alice được thế? Đây là Matt và Alice nha. Được chưa nào? Ok. Trong đây người ta nói là gì nhỉ? Con chưa nối được Matt và Alice đúng không? Thì người ta nói là người bà thì có một người con gái tên cô ấy là Alice. Cô ấy, she made the birthday cake this morning. Cô ấy đã làm một cái chiếc bánh sinh nhật ngày hôm nay. Thế vậy cái người mà làm bánh sinh nhật đó chính là bạn Alice Page. Tiếp theo là Matt này. Và bạn có nhìn thấy Matt không? He's Jane and Sue's father. Cậu ấy là bố của Jane và Sue. He's very strong. Cậu ấy rất là khỏe mạnh. He's carrying a big bag. Cậu ấy cầm phải mang một cái túi rất là to. What inside? Bên trong nó có gì? I think it's another present. Tôi nghĩ đó là một món quà khác. Thế vậy cái người mà có cái túi to đồng này thì chính là Matt. Được chưa nào? Tiếp tục nha. Read about Jane, write the family words on the line. Bài tập tiếp theo thì con sẽ phải đọc về đoạn văn về gia đình và điền những cái từ về các thành viên trong gia đình vào cái chỗ trống. Ví dụ nhá. My sister Sue and I love everyone in our family. Tôi là chị gái, đó chính là Sue, và tôi rất là yêu mọi người trong gia đình của tôi. Our parents are great. Bố mẹ tôi rất là tuyệt. Cái gì đó name is Matt. Cái gì đó của ai tên là Matt. Thế vậy tên là Matt, con nhìn xem bạn Sue là con Matt là ai của bạn Sue đấy? Matt là gì của bạn Sue? Là đây này, Su đây. Matt là gì của anh Su đấy? Matt là người này. Matt là gì của anh Su? Matt chính là bố, đúng chưa? Đúng rồi, vậy thì sẽ là Dad's name is Matt, được chưa? Our is called Alice, được chưa? Thì con xem Alice là ai của bạn Su đấy? Alice là ai của bạn Su? Matt là bố, Alice là mom, chính xác. Mom. Đúng rồi. Mom. Tương tự như thế con làm cho cô các câu còn lại được không? Nào con làm đi.
Anh đàn. Ok, sao làm không làm được hả con? Sai đi đủ sổ vậy. Không làm được hả con? Now, we've got a really great pretty too. She called Julia. Chúng tôi cũng có một cái gì đó rất là, một ai đó rất là xinh đẹp và tên cô ấy là Julia. Thì con xem là Sue với Julia, Julia thì Sue sẽ gọi Julia là gì? Bạn Sue đấy. Sue gọi Julia là gì đấy? Con của ông bà thì gọi là gì? Được chưa nào? Gì? Vậy thì gì đó chính là từ aunt. Được chưa? She called Julia and our name Sam. Thế Sam là ai? Julia là cô. Thì vậy thì Sam là chồng của Julia. Vậy chồng của Julia thì sẽ là chú. Được chưa? Chú. Được chưa nào? Chú sẽ là uncle. Được chưa nào? He's very tall. We've got two. Chúng tôi có hai người. Hai người. Chúng đều là con trai và tên của chúng là Ben và Peter. Thế vậy Sue này với Ben và Peter thì có quan hệ như thế nào? Là chị em họ. Được chưa nào? Vậy chị em họ chính là từ cousins. Được chưa? They are both boys and their name is Ben and Peter. Our chấm chấm. Names are Hugo và Zoe. Thế con nhìn xem. Sue với lại Hugo and Joe Rice này là ai? Là ông bà. Được chưa nào? Vậy đây sẽ là grandparents. Ông bà của chúng tôi tên là Hugo và Joe. We like going to see them a lot. They are happy because they've got two granddaughters and two grandsons now. Ben, Peter, Sue and me. Con đã hiểu cái bài này chưa hả, Anh Yến? Rồi ạ. Nào, trước khi học tiếp thì thoát ra vào lại cho cô.